Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 12 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đi kiểm tra tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Các trường hợp được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ không nhiễm virus corona. Bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh được xác định âm tính với virus corona. Các địa phương tích cực thực hiện hỗ trợ xây nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh quán triệt các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội, kế hoạch của tiểu ban văn kiện về công tác tuyên truyền và hướng dẫn trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ các cấp, thông báo kết luận số 159 của Bộ Chính trị, hướng dẫn 60 của Văn phòng Trung ương Đảng về tổng hợp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và báo cáo tổng hợp tình hình đơn thư và hướng dẫn nghiệp vụ công tác giải quyết đơn thư. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, qua hội nghị nhằm cụ thể hóa hơn nữa các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp là một bước chuẩn bị kỹ hơn, giúp các đơn vị giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội. Sau hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sớm có văn bản hướng dẫn, trả lời gửi các địa phương, đơn vị về một số giải đáp nảy sinh khi tổ chức đại hội, giúp cơ sở giải quyết đúng kịp thời. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị trong quá trình chuẩn bị đại hội cần căn cứ chặt chẽ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương để áp dụng thực hiện, phát huy dân chủ bàn bạc, thảo luận kỹ để thống nhất trên tinh thần trí tuệ của cả tập thể. Đặc biệt, chú trọng xây dựng văn kiện đại hội và đề ra được các định hướng phát triển cụ thể của địa phương mình, ngành mình trong nhiệm kỳ tới sẽ như thế nào, để từ đó bám sát và đề ra các giải pháp thực hiện. Chiều nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức danh nhiệm vụ chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Lộc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được nghỉ hưu theo chế độ và bổ nhiệm đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận và đánh giá cao những công hiến của đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Lộc trên các cương vị công tác được giao, đồng thời đề nghị trên cương vị trọng trách Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Đoàn Huy Thái tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng khối đại đoàn kết tích cực chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy và lãnh đạo quân khu 3 đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Anh Lộc và Đại tá Đoàn Huy Thái. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đường DH17 kéo dài đến đường DT379 và chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương, nâng cấp đường đê tả sông Luộc kéo dài và thi công cầu Ba Đồng. Dự án cải tạo nâng cấp đường DH17 kéo dài đến đường DT379 dài 5,2 km và tuyến trục trung tâm xã Nghĩa Trụ
và đường vào trường tiểu học Tô Hiệu, huyện Văn Giang, dài 1,9 km với tổng kinh phí trên 160 tỷ đồng. Nhà thầu đã thi công được hơn 50% khối lượng. Nguồn vốn giải ngân cho gói thầu xây lắp được 130 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án này cơ bản thuận lợi, chỉ còn một số diện tích đất nông nghiệp và 250 m2 đất thổ cư ở xã Long Hưng và đường dây điện hạ thế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao các ngành địa phương và đơn vị thi công đã phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời yêu cầu huyện Văn Giang chủ động giải tỏa đường điện nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường DH17 kéo dài đến DT379 để bàn giao cho đơn vị thi công. Sớm có kế hoạch xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân để chuẩn bị làm đường vành đai 3 năm qua địa bàn huyện. Đối với dự án nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài, đến nay đơn vị thi công đã thực hiện được 67% trên tổng nguồn vốn của dự án là 437 tỷ đồng. Nhìn chung tiến độ đảm bảo yêu cầu, trừ một số đoạn điều chỉnh và vướng mắc do giải phóng mặt bằng ở hành lang đê tại huyện Phù Cừ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu địa phương cần sớm có giải pháp tháo gỡ trong giải phóng mặt bằng. Dự án cầu Ba Đông tại xã Phan Sầu Nam, huyện Phù Cừ có chiều dài 48m, rộng 7m với tổng kinh phí 21 tỷ đồng. Đến nay đã xây lắp được trên 80% khối lượng. Tuy nhiên, còn hai hộ dân ở hai bên đầu cầu chưa được giải tỏa. Hiện nay nhà thầu và các phòng ban liên quan của huyện Phù Cừ đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để hỗ trợ hai hộ dân trên giải phóng mặt bằng phục vụ cho thi công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định đây đều là các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, trong khi thời gian thi công của từng gói thầu cũng chỉ trong năm 2020. Vì vậy, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan và nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tập trung máy móc, nhân lực, nguồn lực tài chính để thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu có các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công để tỉnh chỉ đạo. Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các bộ ngành và các tỉnh thành trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử tỉnh Hưng Yên và các thành viên ban chỉ đạo. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp các ngành cần phải khắc phục 4 tồn tại chính như tình trạng thiếu đồng bộ đối với nền tảng trong công nghệ thực nhằm thực thi chính phủ điện tử, thiếu tương thích, liên thông trong toàn hệ thống từ trung ương đến địa phương, chính phủ điện tử còn phân mảng và chuẩn bị đủ nguồn tài chính thực hiện, xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu khoa học trong việc kiểm soát văn bản liên thông, đảm bảo an ninh mạng, bảo mật, v.v. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành và thực hiện chính phủ điện tử của tỉnh trên cơ sở thể chế từ quy định của Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 44 về triển khai chính phủ điện tử. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra rà soát việc thực hiện chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020, hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ chung tay hỗ trợ người có công và hộ nghèo sớm xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Những ngày này, nhiều người dân thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đang tập trung trợ giúp bà Hoàng Thị Nhã, một hộ nghèo trong thôn, xây nhà mới. Bà Nhã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại phải nuôi cháu nội từ khi 3 tháng tuổi do con trai và con dâu bỏ lại. Vì vậy mà việc xây dựng được ngôi nhà vững chắc luôn là niềm mơ ước đối với bà. Được sự hỗ trợ của chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020 của tỉnh với số tiền 80 triệu đồng, họ hàng làng xóm đóng góp giúp đỡ thêm trên 150 triệu đồng. Chỉ một thời gian ngắn nữa là hai bà cháu sẽ có nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống. Xã chúng tôi có 6 hộ xây dựng nhà ở trong đợt này. Ngay sau khi xong Tết thì là có một hộ đã tiến hành triển khai như hộ bà Nhã đây. Thế còn 5 hộ nữa thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức động thổ trong tháng 2 và cố gắng hoàn thành trước tháng 5 năm 2020. Ngoài cái nguồn lực của tỉnh, của huyện thì chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
cùng chung tay vào cuộc, vận động nhân dân trong thôn là góp công góp của để giúp các hộ xây dựng được ngôi nhà khang trang. Thực hiện chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020. Đợt 1, toàn tỉnh đã thực hiện rà soát triển khai xây mới nhà ở cho gần 700 hộ với tổng số tiền hỗ trợ là trên 55 tỷ đồng. Đến nay, hai huyện Ân Thi và Phù Cừ đã cơ bản xây dựng xong 272 nhà ở cho người có công và hộ nghèo. 8 huyện, thành phố, thị xã còn lại cũng đang tập trung hỗ trợ các hộ sớm hoàn thành xây dựng nhà ở trong thời gian sớm nhất. Tỉnh có kế hoạch ngân sách cấp huyện hỗ trợ là 20 triệu. Thế và ngân sách cấp tỉnh thì 30 triệu và cái quỹ từ nguồn xã hóa là 30 triệu để mỗi nhà được hỗ trợ là 80 triệu. Là phấn đấu đến tháng 5 thì sẽ hoàn thành toàn bộ cái nhà mà trong danh sách do huyện đề nghị lên và tỉnh đã rà soát và tiếp tục để rà soát những cái đối tượng mà hiện nay vẫn còn cái nhu cầu về nhà ở để phấn đấu hết năm 2020 thì chúng ta không còn cái gia đình người có công nào, không còn cái gia đình hộ nghèo nào mà chưa có nhà ở mà không có nhà ở. Hiện nay, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công và hộ nghèo của tỉnh đang chuẩn bị triển khai thực hiện rà soát hỗ trợ xây mới nhà ở đợt 2. Toàn tỉnh phấn đấu sẽ hoàn thành xây nhà ở cho người có công và hộ nghèo xong trong tháng 8 năm nay. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16 tháng 2 năm 1995, 16 tháng 2 năm 2020, sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết năm 2019, đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội của tỉnh hiện đã tăng gấp gần 10 lần so với năm 1997. Số người tham gia Bảo hiểm y tế tăng gấp 7,4 lần so với năm 2003, năm đầu tiên Bảo hiểm y tế sáp nhập vào bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 đạt trên 4.570 tỷ đồng, gấp 268 lần so với năm 1997. Tại hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh khẳng định có được những kết quả trên là có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan truyền thông đã kịp thời tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sâu rộng đến các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh. Tại hội nghị, các cơ quan báo chí cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thuận lợi khó khăn trong công tác tuyên truyền và những định hướng để ngành bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Ngày 11 tháng 2, 3 người Trung Quốc được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đã được ra viện sau khi xác định không nhiễm virus corona. Sau quá trình theo dõi cách ly, sức khỏe của 3 người Trung Quốc đều ổn định, không có biểu hiện ho sốt. Đến ngày 11 tháng 2, đủ 14 ngày kể từ ngày 3 người Trung Quốc này nhập cảnh vào Việt Nam. 3 người Trung Quốc đã được xuất viện, có thể trở lại sinh hoạt làm việc bình thường tại cộng đồng. Thông tin từ Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, người Trung Quốc cách ly tại đây cũng đang có sức khỏe tốt. Bệnh nhân Trần Hữu Pháp nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh là trường hợp đầu tiên ở tỉnh Hưng Yên có đầy đủ các yếu tố dịch tễ cần cách ly và xét nghiệm virus corona. Đến nay, bệnh nhân Pháp đã được xác định âm tính với virus corona, sức khỏe ổn định và được ra viện hôm 10 tháng 2. Bệnh nhân Trần Hữu Pháp được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên ngày 4 tháng 2 với biểu hiện ho sốt, đau rát họng. Trước đó bệnh nhân đã lưu trú 15 ngày tại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Châu, Trung Quốc. Kiểm soát được nhiệt độ cho bệnh nhân, biểu hiện của cái nhiễm trùng 3 tiếng từ kiểm tra một lần trong ngày đầu tiên. Và những ngày sau là 3 lần trên ngày. Là tối có diễn biến thì chúng tôi sẵn sàng đo. Và đặc biệt là chụp X-quang tim phổi chúng tôi kiểm tra ngày 2 lần. Lần đầu tiên điều trị cho bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ cao nhiễm virus corona, nhưng ekip y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh đã bình tĩnh vừa điều trị vừa trấn an bệnh nhân. Động viên tinh thần bệnh nhân, các anh cũng luôn luôn thường trực bên em. Bất kỳ vấn đề gì, thông báo anh sẽ sang ngay. Anh ăn gì thì em ăn đó. Và bệnh nhân nói là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Nhưng mà em thấy sự quan tâm nhiều quá, em cảm thấy cũng hơi lo. Sau 5 ngày cách ly tại bệnh viện, bệnh nhân Pháp được xác định âm tính với virus corona. Sức khỏe đã ổn định và được xuất viện hôm 10 tháng 2. Tại thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, nơi tạm trú của anh Pháp, cả gia đình đang rất vui mừng khi anh Pháp không nhiễm virus corona.
Các bác sĩ cũng rất nhiệt tình và khuyên em rất nhiều. Lúc ấy thì em suy nghĩ là nếu mà ở đấy thì tốt cho mình, không ảnh hưởng người khác, nên lúc ấy cũng đỡ hoang mang. Tin anh Pháp không bị nhiễm virus corona còn là niềm vui của bà con trong thôn. Cháu nó đi viện về mà nó bác sĩ kiểm tra mà nó âm tính là mình thấy là phấn khởi mừng. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến thời điểm này, trường hợp của anh Trần Văn Pháp là trường hợp bệnh nhân đầu tiên và duy nhất điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, cần lấy mẫu xét nghiệm và đã cho kết quả âm tính với virus corona. Thưa quý vị và các bạn, cách ly là một biện pháp rất quan trọng để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hiện nay. Ngoài cách ly tại các cơ sở y tế theo quy định thì cũng có những đối tượng chỉ cần cách ly tại nhà, nơi lưu trú để theo dõi giám sát. Sau đây, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Đình Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng ạ, trước tiên thì rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Xin ông cho biết là những đối tượng nào sẽ được tiến hành cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú để mà phòng tránh sự lây lan của virus corona chủng mới ạ? Theo cái quy định 345 của Bộ Y tế, quy định những cái trường hợp mà phải cách ly như sau. Những cái người không nghi ngờ mắc bệnh, tức là không có sốt, ho, khó thở, nhưng kèm theo một trong 6 cái yếu tố như sau, phải cách ly. Thứ nhất là người ở cùng trong một cái hộ gia đình nơi cư trú với cái người bị bệnh và cái người nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. Hai là người làm việc cùng với người đã bị bệnh, người nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. Ba là người đi du lịch cùng, vui chơi giải trí cùng với người bị bệnh và người nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. Bốn là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với cái người đã bị bệnh và người nghi ngờ phải được cách ly. Năm là người đi ngồi cùng hàng ghế hoặc là ngồi trước ngồi sau hai hàng ghế trong cùng một chuyến tàu, cùng một toa tàu, cùng một chiếc máy bay với cái người đã mắc bệnh hoặc là người nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh thì cũng phải được cách ly. Sáu là những người nhập cảnh vào Việt Nam mà đã đi tới hoặc qua Trung Quốc trừ tỉnh Vũ Hán thì cũng phải được cách ly trong thời gian nhập cảnh 14 ngày kể từ cái ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam. Vâng, thưa ông, vậy thì người được cách ly thì sẽ cần phải tuân thủ những cái quy định như thế nào và cần phải làm như thế nào trong thời gian cách ly ạ? Người cách ly là phải biết cách đo cái thân nhiệt của mình một ngày 2 lần sáng và chiều và ghi các cái thông số theo dõi tình trạng sức khỏe của mình và học cái phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày, như là hàng ngày có sốt không, có ho không, có đau tức ngực, khó thở không. Sau đó thì báo cáo cho đồng chí cán bộ y tế, trạm y tế xã mà được nhiệm vụ theo dõi. Tiếp theo là người được cách ly tại nhà biết cách thu gom khăn lau hoặc là giấy lau miệng, mũi của mình để gom vào một cái hòm thùng kín để ở trong góc nhà. Phải thường xuyên đeo khẩu trang và biết cách đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Rửa tay xà phòng thường xuyên và lau rửa các sàn nhà, các cái bề mặt đồ trang thiết bị dụng cụ hoặc là các cái cây nắm ở cánh cửa trong gia đình phòng của mình ở bằng các cái dung dịch như là xà phòng hay là các chất sát khuẩn thông thường. Và người cách ly phải thực hiện đúng những cái quy định cán bộ y tế đã hướng dẫn, không được đi khỏi cái hộ gia đình đang được cách ly. Vâng, thưa ông, vậy thì những người mà sống trong cùng hộ gia đình hoặc là người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly như vậy thì sẽ cần phải làm gì ạ? Đối với các thành viên trong gia đình cũng như là cộng đồng và người quản lý nơi lưu trú mà có người cách ly ấy, phải động viên, chia sẻ cho cái người được cách ly người ta yên tâm, tin tưởng vào cái việc cách ly theo quy định là rất bình thường và mục đích là để ngăn chặn không cho bệnh lây lan sang người thân trong gia đình của mình, trong cộng đồng của mình đang sống và cho nhiều người khác nữa. Nhưng mà phải giữ nguyên tắc là không được tiếp xúc gần với cái người cách ly trong vòng 2 mét. Và cái người trong gia đình cũng như là người ở nơi lưu trú là phải thường xuyên đeo khẩu trang và cũng biết cách vệ sinh cái phòng ở hoặc là cái nhà mà có người cách ly
sao cho cái phòng đó là luôn luôn được thông thoáng. Giường nằm của người cách ly với những người trong gia đình là phải cách xa ít nhất là từ 2 mét trở lên. Vâng, rất là cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chương trình ạ. Vào khoảng 20 giờ 25 phút tối ngày 11 tháng 2, tại ngôi nhà số 15 đường Tống Trân, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Rất may do được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời, do vậy đã không gây thiệt hại lớn. Vào thời điểm trên, người dân sống gần khu vực nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện ngọn lửa bốc lên tại tầng 2 của ngôi nhà. Ngay lập tức người dân đã tiến hành hô hoán, đồng thời gọi điện báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường chữa cháy. Chỉ trong khoảng thời gian 10 phút, đám cháy đã hoàn toàn bị dập tắt. Mặc dù không có thiệt hại lớn, tuy nhiên vụ cháy cũng đã khiến một số vật dụng sinh hoạt trong ngôi nhà bị hư hỏng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.